thân chào tất cả các em. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài học số 1 với chủ đề tạo lập thế giới liên quan đến đặc trưng của thể loại thần thoại. Ở video này, cô sẽ hướng dẫn các em kỹ năng trước và trong khi đọc, thông qua văn bản thần trụ trời. Trước khi đi vào bài học, cô xin nhắc lại cho các em về yêu cầu cần đạt, bởi đây là cơ sở để các em biết mình cần phải tiếp cận văn như thế nào. Bản thân các em cũng có thể tự đối chiếu với yêu cầu cần đạt để kiểm tra lại chính mình sau khi kết thúc bài học. Thứ nhất, nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thần thoại như không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật. Thứ hai, biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản truyện kể. Thứ ba, phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. Và cuối cùng, liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm văn học thuộc hai nền văn hóa khác nhau. Nhắc lại yêu cầu cần đạt, các em kết hợp với việc nhớ lại kiến thức trong phần tri thức ngữ văn cô đã giới thiệu với các em trong tiết học trước như thần thoại là gì, đặc trưng về cốt truyện, không gian, thời gian, nhân vật trong thần thoại cũng như tính chỉnh thể của một tác phẩm để các em đi vào tìm hiểu đặc trưng của thể loại thần thoại qua một văn bản cụ thể là văn bản thần trụ trời nhé. Quy trình đọc một văn bản, chúng ta sẽ trải qua 3 bước. Bước 1, trước khi đọc, đây là phần nhằm kích hoạt kiến thức nền, tạo tâm thế, hứng thú cho các em trước khi tiếp cận với văn bản. Bước 2, trong khi đọc các em vận dụng kỹ năng liên hệ, tưởng tượng, dự đoán, suy luận để trả lời những câu hỏi gợi ý trong box. Qua đó, các em sẽ có những nhận diện, ấn tượng ban đầu về tác phẩm. Bước 3, sau khi đọc, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các đặc trưng cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thể loại được thể hiện qua văn bản, cũng như có những nhận xét, đánh giá, suy ngẫm và liên hệ đến những tác phẩm thuộc các nền văn hóa khác nhau. Chúng ta đi vào bước trước khi đọc. Trước khi đọc, cô có các câu hỏi sau, các em nghe xong, bấm dừng video 5 phút, ghi những điều các em suy nghĩ về câu hỏi vào giấy nốt, sau đó bấm cho video chạy tiếp nhé. Câu hỏi số 1, em đã từng đọc một câu chuyện, xem một bộ phim về các vị thần hoặc thông qua trí tưởng tượng của em có những hình dung như thế nào về một vị thần? Câu hỏi số 2, các vị thần có thật trong đời sống không? Vì sao, khi nào trong các câu chuyện, bộ phim lại xuất hiện những vị thần? Nào bây giờ, các em hãy bấm dừng video 5 phút và thử suy nghĩ xem, trong hình dung của em, các vị thần thường sẽ có đặc điểm như thế nào về ngoại hình, vẻ bề ngoài và về năng lực, chẳng hạn như năng lực về sức mạnh, về trí tuệ. Liệu trong cuộc sống, các vị thần có thật hay không? Nếu có thì em đã gặp bao giờ chưa? Nếu không thì vì sao lại như vậy? Trong mỗi câu chuyện, bộ phim các vị thần xuất hiện thường với vai trò gì? Sau 5 phút, cô tin chắc, các em đã có câu trả lời cho mình. Các em sẽ lưu giữ lại để lên lớp cùng trao đổi với cô và các bạn. Các em lưu giữ lại cũng để sau khi kết thúc bài học, các em đối chiếu xem thử, hình ảnh về những vị thần trong hình dung của các em giống và khác gì so với những vị thần trong các truyện kể dân gian nhé các em. Khởi động xong rồi thì chúng ta sẽ đọc văn bản để cùng có những trải nghiệm thú vị nào. Trong quá trình đọc, các em nhớ lưu ý các câu hỏi trong box ở bên phải trang sách. Các em có thể đọc thầm hoặc đọc to, đọc chậm hoặc đọc lướt. Vận dụng kỹ năng liên hệ, tưởng tượng, dự đoán, suy luận để trả lời những câu hỏi gợi ý trong box. Qua đó, các em sẽ có những nhận diện, ấn tượng ban đầu về tác phẩm. Ở văn bản này khá ngắn, cô sẽ làm mẫu cho các kỹ thuật trong khi đọc luôn nhé. Cô đọc đoạn thứ nhất. Thuở ấy, chưa có thế gian, cũng như chưa có muôn vật và loài người. Trời đất chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm và lạnh lẽo. Bỗng nhiên, một vị thần khổng lồ xuất hiện. Chân thần dài không thể tả xiết. Thần bước một bước là có thể qua từ vùng này đến vùng nọ hay từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Câu hỏi cho đoạn này là bạn có hình dung như thế nào về vị thần trụ trời? Thông qua các chi tiết bỗng nhiên, một vị thần khổng lồ xuất hiện. Chân thần dài không thể tả xiết. Thần bước một bước là có thể qua từ vùng này đến vùng nọ hay từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác.
chúng ta sẽ hình dung như thế nào về vị thần trụ trời nhỉ? Có thể vị thần có ngoại hình thật khổng lồ, có bước đi thật đặc biệt, oai phong, dự báo thần có sức mạnh phi thường. Cô đọc đoạn tiếp theo. Thần ở trong đám mờ mịt hỗn độn kia không biết từ bao lâu. Bỗng có một lúc, thần đứng dậy, ngẩng đầu đội trời lên, rồi tự mình đào đất, đập đá, đắp thành một cái cột vừa to vừa cao để chống trời. Hễ cột được thần đắp cao lên chừng nào thì trời như một tấm màn rộng mênh mông được nâng dần lên chừng ấy. Thần hì hục vừa đào vừa đắp, chẳng bao lâu, cột đá cứ cao dần và đẩy vòng trời lên mãi phía mây xanh mù mịt. Từ đó, trời đất mới phân đôi, đất phẳng như cái mâm vuông, trời trùm lên như cái bát úp, chỗ trời đất giáp nhau gọi là chân trời. Câu hỏi cho đoạn này, trời và đất thay đổi như thế nào sau khi có cột chống trời? Dựa vào những chi tiết được giới thiệu trong văn bản, ta thấy khi chưa có cột chống trời, trời đất chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm và lạnh lẽo. Sau khi có cột chống trời, trời đất mới phân đôi. Đất phẳng như cái mâm vuông, trời trùm lên như cái bát úp, chỗ trời đất giáp nhau gọi là chân trời. Cô đọc đoạn còn lại. Khi trời đã cao và đã khô, không hiểu tại sao thần lại phá cột đi, lấy đất đá ném tung đi khắp nơi. Mỗi hòn đá văng đi, biến thành một hòn núi hay một hòn đảo, đất tung tóe ra mọi nơi thành gò, thành đống, thành những dải đồi cao. Vì thế mặt đất ngày nay không bằng phẳng, mà có chỗ lồi chỗ lõm. Chỗ thần đào đất, đào đá mà đắp cột ngày nay thành biển rộng. Cột trụ trời bây giờ không còn nữa. Sau này người ta thường nói rằng vết tích cột đó ở núi Yên Phụ vùng Hải Hưng. Người ta cũng gọi là cột chống trời Kinh Thiên Trụ. Vị thần trụ trời đó sau này cũng gọi là trời hay Ngọc Hoàng bao trùm tất cả, trông coi mọi việc trên trời, dưới đất. Sau khi thần trụ trời chia ra trời đất thì có một số thần khác nối tiếp công việc còn dở dang để xây dựng nên thế gian. Các vị thần đó rất nhiều, như thần sao, thần sông, thần biển. Vì vậy, dân gian có câu hát còn truyền đến ngày nay. Ông đếm cát, ông tác bể, ông kể sao, ông đào sông, ông trồng câu, ông xây rú, ông trụ trời. Câu hỏi ở đoạn này là bạn có nhận xét gì về cách kết thúc truyện? Chúng ta sẽ thấy kết thúc văn bản bằng những câu hát dân gian. Đó là một cách kết thúc rất lạ, độc đáo vì truyện nhưng lại kết thúc bằng câu hát dân gian. Tạo âm hưởng du dương, ngân nga. Câu hát kể về các vị thần. Như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng thần trụ trời có công lao tạo cột chống trời, phân đôi trời và đất. Nhưng thế gian lúc bấy giờ chưa trọn vẹn, phải nhờ sự giúp sức của rất nhiều vị thần khác như thần cát, biển. Các vị thần tiếp nối công việc còn dang dở của thần trụ trời để tạo dựng thế gian được trọn vẹn, hoàn thiện. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Để chuẩn bị cho tiết học sau, cô có đôi điều dặn dò các em. Các em hoàn thành câu hỏi cô gợi ý trong phiếu học tập, các em có thể sáng tạo và trang trí phiếu học tập theo các kiểu khác nhau. Cô tin, nhiệm vụ học tập này sẽ không làm khó các em bởi các gợi ý trong phiếu học tập của cô chủ yếu tập trung vào đặc trưng của thể loại thần thoại. Thường chúc các em sẽ có những giờ tự học thú vị nhé. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.